Kính thưa quý vị và anh chị em, người Công giáo có một lòng sùng kính đặc biệt đối với Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Trong những kinh thường đọc, kinh cầu Mẹ Hằng Cứu Giúp là một bản kinh rất hay và rất được ưa chuộng vì đó là lời than thở của các tín hữu chạy đến cùng mẹ trong những tình huống khác nhau của cuộc đời. Khi phải cơn cám dỗ hiểm nghèo, cho con biết cầu nguyện mà thắng trận. Khi yếu đuối sa phạm tội, cho con trỗi dậy tức thì. Khi tính hư nết xấu hành hung, cho con trị được nó. Khi xiềng tội lỗi buộc ràng, cho con bức giải. Khi làm các việc thiêng liêng, cho con đem lòng bền chí và xúc mến. Khi cơn bệnh hành trong xác hay là buồn bã linh hồn. Khi phải khinh bỉ, khi mất của cải, khi chịu tan chế, khi buồn bực trong gia đình, khi buồn bã áy náy trong lòng và những khi hết còn trong cậy. Khi lương tâm xa xuyến mịt mù, cho con được giữ bình an linh hồn và trong cậy Chúa. Khi thân thuộc phải cực khốn, cho con giúp được bình an và mạnh sức. Khi con mang bệnh lần sau hết, khi chịu các phép bí tích sau hết, khi cơn hấp hối phải trước cám dỗ hành hung, khi hơi thở sau hết, khi đứng trước tòa Đức Chúa Giêsu là quan xét con. Những lời kinh rất đẹp này đã được truyền từ đời này đến đời kia. Giờ đây chúng tôi thực hiện thành audio để quý vị và anh chị em dễ dàng nguyện ngắm với những âm điệu được linh mục nhạc sĩ Domenico Nguyễn Hoàng Dương phổ nhạc. Xa cơn ngặt nghèo, mọi khi hiểm nguy khôn khó. Xin mẹ thương hãy giúp đỡ con. Khi phải cơn cám dỗ hiểm nghèo, cho con biết cầu nguyện mà thắng trận. Xin mẹ thương hãy đuôi xa phạm tội, cho con trôi dậy trở về với Chúa. Xin mẹ thương hãy giúp đỡ con. Khi tật hư nết xấu hoành hành, cho con thống trị được tất cả. Xin mẹ thương hãy riêng tội lỗi buộc ràng, cho con được ơn giải thoát. Xin mẹ thương hãy giúp đỡ con. Khi xưng tội chịu lễ hàng ngày, cho con đừng khốn nạn mà chịu chẳng lành. Xin mẹ thương hãy giữ gìn con và giúp con đừng chết ai. Xin mẹ thương hãy giúp đỡ con.
Thì con xin tôi xin cho được ơn thứ tha và linh hồn được lành mạnh mọi bề. Xin mẹ thương hay giúp đỡ con, cho con quyết chí chịu lễ thường xuyên và dọn mình chịu lễ cho số sáng. Xin mẹ thương hay giúp đỡ con, khi tham dự thánh lễ cho con được mọi ơn ích bởi lễ tế từ bàn thờ. Xin mẹ thương hay giúp đỡ con, cho con năng tham viếng và chịu lễ thiêng liêng và kính tôn Đức Chúa Giêsu người thật trong hình bánh. Xin mẹ thương hãy giúp đỡ con khi làm các việc thiêng liêng, cho con đem lòng xót mến và vững bền. Xin mẹ thương hãy giúp đỡ con, cho con luôn trung thành theo ơn Chúa gọi và việc bổn phận luôn trung tín. Xin mẹ thương hãy giúp đỡ con, cho con giữ tròn điều đàn trên hết là kính mến một Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu là Đấng cứu chuộc chúng con. Xin mẹ thương hãy giúp đỡ con, cho con lấy lòng kính mến và vâng nghe thánh ý Chúa trong hết mọi sự Chúa dạy hay là gửi đến cho con. Xin mẹ thương hãy giúp đỡ con, cho lòng con trổ hoa thánh khiết khiêm nhường chịu khó khăn và thương yêu hết mọi người. Xin mẹ thương hãy giúp đỡ con khi cơn bệnh hành trong sáng hay là buồn bã linh hồn, khi phải khinh chê, khi mất của cải, khi chịu tan chê, khi buồn bực trong gia đình. Xin mẹ thương hãy giúp đỡ con khi buồn bã hai nay trong lòng và những khi mất lòng trông cậy. Xin mẹ thương hãy giúp đỡ con khi lương tâm xao xuyến mịt mù, cho con được gìn giữ bình an linh hồn và trông cậy Chúa. Xin mẹ thương hãy giúp đỡ con khi thân thuộc phải cô hơn cực, cho con giúp được bình an và sức mạnh. Xin mẹ thương hãy giúp đỡ con, cho con gia công làm cho linh hồn người ta được rồi và nên thánh. Xin mẹ thương hãy giúp đỡ con, cho con cứu lấy các linh hồn trong luyện ngục. Xin mẹ thương hãy giúp.
đức mà giúp các thầy cả, các kẻ giảng đạo cùng các người làm việc tông đồ. Xin mẹ thương hãy giúp đỡ con, cho con được ơn bền đỗ và được dùng lòng xin ơn ấy hằng ngày. Xin mẹ thương hãy giúp đỡ con, cho con trung tín chẳng hề sai mà làm việc tôn kính mẹ. Xin mẹ thương hãy giúp đỡ con, cho con thúc giục người trong nhà và nhiều người giao yêu mến và cầu xin mẹ. Xin mẹ thương hãy giúp đỡ con, khi con mang bệnh tật sau hè. Xin mẹ thương hãy giúp đỡ con, khi chịu các phép bi kịch sau cùng. Xin mẹ thương hãy giúp đỡ con, khi cơn hấp hối phải chưa cam dỗ hành hùng. Xin mẹ thương hãy giúp đỡ con, khi hơi thở sau hè, khi đứng trước tòa Đức Chúa Trời là quan xét con. Xin mẹ thương hãy giúp đỡ con, trong huyền ngục cho con được bớt gia hình và ngày chiều khó cùng bớt lâu dài. Xin mẹ thương hãy giúp đỡ con, cho ngày kia con tới nước thiên đàng là một cùng cả thầy những người con dấu yêu, mà tan tùng Chúa cùng Đức Mẹ. Xin mẹ thương hãy giúp đỡ con, cho con đưa anh em hồn đào về đàng kính mến làm thôi mẹ. Xin mẹ thương hãy giúp đỡ con. Lạy Rất Thánh Đồng Trinh Maria,
mẹ đã vui lòng nhận lấy tước hiệu là mẹ hằng cứu giúp. Cho được dục lòng chúng con trong cây vững vàng, thì con nài xin mẹ rủ lòng thương cứu giúp con trong mọi nơi mọi lúc. Khi phải các cơn cam dồ, khi xa phàm tối và khi gặp các sự khó trong đời con, và nhất là trong giờ trên. Lạy mẹ hay thương xót, xin cho con siêng năng chạy đến cùng mẹ luôn luôn. Con tin rằng con siêng năng chạy đến cùng mẹ thì làm cho mẹ càng sẵn lòng nghe lời con. Xin mẹ ban cho con ơn trong này là ơn siêng năng cầu xin mẹ, và được lòng trong cây mẹ như con thao. Ngò cho mẹ lời con cầu xin mà hằng cứu giúp con, và ban cho con được ơn bền đồ đến cùng. Lạy mẹ yêu dấu hay thương giúp, xin mẹ ban phước lành cho con và cầu bầu cho con khi nay và trong giờ lâm tử. Lạy mẹ hằng cứu giúp, xin che chở mọi kẻ thuộc về con, ban ơn phù hộ cho Đức Thánh Cha, cho hội thánh, cho nước con, cho gia đình con, cho kẻ thân nghĩa, kẻ thù nghịch và hết mọi kẻ khôn khó, sau hết cho các linh hồn khôn nan trong luyến ngục. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.